Thưa quý vị, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, thành phố Đà Nẵng tổ chức tiêm vaccine đợt 2 phòng COVID-19 cho người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong chiều nay. Tại điểm tiêm nhà văn hóa quận Sơn Trà, nhiều người nước ngoài đã có mặt từ sớm, đã làm các thủ tục trước khi vào tiêm. Theo đó, người nước ngoài được khai báo y tế, đo thân nhiệt và tư vấn, khám sàng lọc đầy đủ như những người dân thành phố. Lực lượng y tế cũng kiểm tra thông tin kỹ càng và tiến hành quy trình tiêm theo đúng quy định của Bộ Y tế. Sau khi tiêm vaccine xong, tôi cảm thấy rất ổn, rất hài lòng về quy trình tiêm vaccine tại đây. Tôi rất vui vì đã được tiêm vaccine và tôi cũng chân thành cảm ơn thành phố đã hỗ trợ chúng tôi được tiêm vaccine miễn phí để chúng tôi có thể bảo vệ an toàn cho bản thân và trở lại cuộc sống bình thường như trước. Quận Sơn Trà là một trong những địa phương có số người nước ngoài cư trú nhiều nhất trên địa bàn thành phố. Theo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, đợt này tiêm vaccine cho gần 1.000 người nước ngoài hiện đang làm việc tại các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và đang cư trú trên địa bàn. Trước đó, các địa phương và Sở Ngoại vụ đã rà soát kỹ các đối tượng người nước ngoài chưa được tiêm trên địa bàn để không bỏ sót người nào. Vì đối tượng là người nước ngoài nên đã huy động toàn bộ nhân viên y tế thông thạo ngôn ngữ để hỗ trợ việc tiêm chủng dễ dàng, thuận lợi hơn, đồng thời đảm bảo nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch. Chúng tôi đã chuẩn bị cái kế hoạch 4464 này là cách đây 3 ngày. Chúng tôi đang tiêm cho người dân của quận Sơn Trà và để dành riêng buổi chiều ngày hôm nay tiêm cho người nước ngoài. Rất nhiều người biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Nhật. Chúng tôi đã chuẩn bị các em đến các điểm tiêm này để hướng dẫn cho họ, để tránh nhầm lẫn vì cái bất đồng ngôn ngữ là một vấn đề rất quan trọng trong vấn đề tiêm chủng cho người nước ngoài. Theo kế hoạch, 3.390 người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ được tiêm vaccine trong đợt này. Các địa phương và ngành y tế lập 8 điểm tiêm tại các quận huyện với 117 bàn tiêm, tổ chức tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca cho các đối tượng bắt đầu từ ngày 24 đến hết ngày 27 tháng 9. Ngoài đối tượng người dân, vì thành phố triển khai tiêm vaccine cho người nước ngoài đã thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, không phân biệt quốc gia, dân tộc, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng chia sẻ trước thách thức chưa từng có của đại dịch COVID-19.